Vũ Anh thảm sát cả gia đình em trai, nạn nhân sống sót xuất viện, gào khóc từ đầu làng. Được xuất viện, chị Đỗ Thị Hồng Nhung. Nạn nhân sống sót trong vụ, người đàn ông thảm sát cả gia đình em ruột, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, mới biết tin con gái. Và nhiều người thân đã mất. Ngày 19 tháng 9, ông Đỗ Văn Trường, bố đẻ chị Đỗ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1995, trú tại xã Hồng Hà. Đan Phượng, Hà Nội, nạn nhân sống sót duy nhất, trong vụ Nguyễn Văn Đông, thảm án cả gia đình em ruột cho biết sau thời gian điều trị. Con gái ông đã được xuất viện. Theo lời ông Trường, sau khi sự việc xảy ra, con gái ông được chuyển xuống, bệnh viện 198. Bộ Công an, trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, truy mạch mất máu nhiều, với các vết thương hở phức tạp nhiều nơi ở vùng đầu. Mắt trái mũi, hà mặt, hai trái cổ trái, lưng, gần đứt lịa cánh tay trái. Đặc biệt là có vết đâm giữa ngực, thấu phổi phải. Tràn máu và tràn khí mảng phổi hai bên, gây sốc mất máu, tiên lượng rất nặng có nguy cơ tử vong cao, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ. Sức khỏe của chị Nhung, chuyển biến tích cực. Ngay hôm qua, con gái tôi được xuất viện về nhà, từ ngày xảy ra vụ việc. Gia đình vẫn đang giấu con, việc bố mẹ chồng, em chồng, và con gái 14 tháng tuổi, đã tử vong. Nhưng sáng qua, biết không thể giấu được nữa. Gia đình tôi đã nói sự thật cho con gái, con gái tôi sốc nặng lắm, chỉ biết khóc và khóc, kêu tên con, bố mẹ chồng, ông trưởng kể hôm qua khi về nhà, con gái tôi khóc từ cổng làng, đến tận nhà bố mẹ chồng, lúc sau mọi người trấn an, động viên cháu mới có thể. Làm lễ cung cho bố mẹ và con gái. Chồng của con gái tôi, nay cũng đã ổn định tinh thần hơn, mọi người đều đang động viên. Hôm qua phía chính quyền xã, cũng xuống thăm hỏi, trao số tiền động viên gia đình, ông trưởng nói. Ông trưởng cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã động viên. Chia sẻ đau thương mất mát của gia đình, cảm ơn đội ngũ y hay bác sĩ, bệnh viện 198 đã chăm sóc cứu chữa cho chị Nhung. Trước đó như báo đưa tin, vào khoảng 7 giờ xa nở NG, rơi, ngày 1 tháng 9, Nguyễn Văn Đông, sinh tháng 5 năm 1966, chú xã Hồng Hà, mang theo giao sang nhà người em rồi tờ gần đo. Là ông Nguyễn Văn Hải, truy sát cả gia đình người em. Ông Hải và chị Nguyễn Thị Bắc, 31 tuổi, con gái ông Hải, tử vong tại chỗ. Bà Doan Thị Việt, 49 tuổi, vợ ông Hải, và bé ga ý Nguyễn Huyền My, 1 tuổi, cháu nội ông Hải, tử vong ở bệnh viện. Còn chị Đỗ Thị Hồng Nhung, 24 tuổi, con dâu ông Hải, bị thương nặng